có thể đảo sang một số cái danh mục nó có cái sức chống chịu tốt hơn trong bối cảnh cái triển vọng cái gọi là cái rủi ro lạm phát. Dòng cổ phiếu trú ẩn khi dòng bão là nhóm dược phẩm. Thực ra về cổ phiếu ngành y tế hay là dược ấy thì bên AI chắc là thích, đúng là Chafaco là có, rồi Bệnh viện Thái Nguyên, TNH, hoặc là Dược Bình Định, DBD. Vì thường mọi người hay nghĩ đến nhóm ngành dược như kiểu cổ phiếu phòng thủ, nhưng mà đối với TNH thì người ta sẽ hơi khác một chút, bởi vì cái nhóm TNH còn có các cái kế hoạch tăng trưởng của họ. Họ cũng kiểu như là có các bệnh viện mới ở Bắc Giang, hoặc là các cái kế hoạch xây dựng bệnh viện. Gần đây thì có nhiều khán giả lại quan tâm đến câu chuyện bất động sản, khu công nghiệp. Thứ nghĩa nguồn cung cũng ok rồi, đầu tư từ nước ngoài vào khả năng là sẽ có thể tăng cao trong nửa cuối năm. Thì tôi nghĩ rằng cái ngành này vẫn là cái ngành khá là ok trong thời điểm này, nhất là trong cái thời điểm lạm phát, bởi vì những cái ngành này thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố lạm phát hơn so với các ngành khác. X nghĩ sao về cái nhóm liên quan đến bán lẻ trong cái bối cảnh như này? Chúng ta có thể thấy rằng là cái nhu cầu về một số các hàng hóa hiện nay đang có xu hướng là yếu, và như thế thì đối với các doanh nghiệp bán lẻ, nếu mà chúng ta vẫn chỉ tập trung vào những cái nhóm hàng như kiểu điện tử thì tôi nghĩ là cũng tương đối khó khăn. Thì anh nghĩ về ngành dệt may cụ thể một số mã như nào? Thì tôi nghĩ xu hướng những ngành đấy nó vẫn là ok, ít nhất là trong ngắn hạn, còn sau này, tức là giai đoạn đầu, còn nếu mà sang đến giai đoạn 2023-2024 trở đi, mà lúc đấy lúc kinh tế thế giới mà có thể rơi vào suy thoái, cầu nó yếu đi hẳn ấy, thì không dám nói. Nhưng mà năm 2022 tôi nghĩ là tình hình nó vẫn khá là ổn cho đến thời điểm hiện tại.